Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với Luxury Car Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Ở đây thì chúng tôi chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng, đảm bảo không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Đây ạ, số hotline là 0828 066 166 0978 607 555. Địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Luxury Car Hải Dương đây nhá. Đấy, và quay vào chủ đề chính ngày hôm nay thì salon nhà em vừa cập nhật thêm một chiếc xe mới. Xe này là thuộc phân khúc xe hạng sang và nó cạnh tranh cùng với những chiếc xe như Mercedes C200, BMW 320. Và xin được giới thiệu đây là một chiếc xe cũng là phiên bản nhập khẩu xe sang, Audi A4, động cơ 1.8 turbo tăng áp. Chiếc xe này sản xuất cuối năm 2012 và đăng ký lần đầu 2013 và đang mang biển số Sài Gòn 51A70483. Xe này cam kết chuẩn luôn nhé, bao test hãng toàn quốc, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này qua từng đấy năm sử dụng nhưng mới đi được đúng 5 vạn km thôi nhé. Chiếc xe này thì hiện tại đang được Luxury Car Hải Dương chào bán với mức giá là 785 triệu. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc luôn. Và đặc biệt nữa là chiếc xe này nếu như anh em nào ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mua chiếc xe này thì không phải mất phí chuyển vùng. Ngoại thất chiếc xe màu trắng và nội thất bên trong là màu đen. Rất đẹp nhá. Để em sẽ đi một vòng quanh chiếc xe cho toàn thể quý vị chiêm ngưỡng. Nếu thấy hài lòng, thấy thích thì vui lòng liên hệ vào hai số trên: 0828 066 166, 0978 607 555. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, rất đẹp nhá, form dáng trẻ trung thể thao, đi kèm với bộ mâm la răng 16 inch đa chấu, lốp còn rất là dày. Và bây giờ thì em đi vào chi tiết hơn nữa về chiếc xe. Đây ạ, nội thất bên trong thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mới nhá. Xe chạy được 50.763 km. Từng chi tiết táp lô táp ly này, cánh cửa này còn rất là mới. Cả cái lái và cái phụ đều chỉnh điện 12 hướng. Phanh tay điện tử này. Điều hòa tự động 3 vùng. Màn hình. Hai chìa khóa theo xe tự nguyên nhá. Đầy đủ hai chìa khóa theo xe. Nội thất đen. Xe này 5 chỗ ngồi. Zin từng con ốc một luôn. Chiếc xe này sở hữu động cơ 1.8 turbo tăng áp nên là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng ở cái mức rất là bình thường, khoảng tầm 7 lít đến 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Xe zin toàn bộ luôn. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Logo đặc trưng biểu tượng của Audi là 4 vòng tròn xếp lồng vào nhau. Xe được trang bị cảm biến trước sau, động cơ 1.8 turbo. Chiếc xe này thì hiện tại đời 2020 thì loanh quanh đâu đó giá nó khoảng tầm 2 tỷ, gần 2 tỷ thôi. Mà chiếc xe này hiện tại đăng ký 2013 và chạy 5 vạn km thì đang có giá chào bán tại salon Luxury Car Hải Dương là chỉ có 785 triệu thôi. Đấy, rất đẹp nha. Đẹp ngỡ ngàng luôn, đẹp hiếm có khó tìm. Tất cả cái chi tiết bên trong xe nhé, còn sáng bóng luôn.
Đây ạ, dưới nắp cabo này là khối động cơ 1.8 turbo tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng. Đây là động cơ turbo đây. Nhìn cái quả turbo nó còn sáng choang này cơ mà. Đấy nha, tất cả con ốc của nó còn zin luôn. Sạch sẽ. Cabo zin, hai zin. Sau khi quý vị xem xong clip này mà muốn mua chiếc xe thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo hai số 0828066166, 0978607555. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Ai salon của em còn rất nhiều xe nhé, lúc nào cũng có khoảng tầm vài chục đầu xe, đều là xe lướt thôi, rất nhiều. Hiện tại thì còn khoảng tầm chục chiếc nữa đang trên đường cập bến và đang được dọn nội thất, đánh bóng trước khi được xếp vào đây. Chiếc Audi A4 này em vừa báo giá rồi, xe là sản xuất cuối năm 2012 và đăng ký lần đầu 2013, chạy chuẩn 5 vạn km, đang mang biển số 51A70483. Và chiếc xe này được chào bán với mức giá là 875 triệu. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Xe bao test lỗi toàn quốc luôn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau. Quý vị xem xong thì đừng quên đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau nhé.